Kính thưa quý khán giả, chúng tôi đang ở trong nhà hàng Future Buffet, có một buổi tiệc tất niên của những anh em FPTN North và South để chia sẻ với nhau trong một năm hoạt động. Nay có dịp hết năm và bước sang năm mới, chúng tôi quy tụ lại nhau, gặp gỡ nhau. Trước tiên là chúc tuổi lẫn nhau để chia sẻ những nỗi băn khoăn, những sự hoạt động trong năm qua. Và sau đây xin gửi đến quý vị những hình ảnh của những anh em mừng tất niên để chuẩn bị đón năm mới 2013. Tôi là Bàng Bùi, xin được đại diện cho anh em FTBN North và South được gửi đến lời chúc tuổi đến tất cả những FPTN ở khắp nơi trên đồng thời chúng tôi cũng chúc tuổi đến quý vị ở tổng đài cũng như Washington DC, và nhân cơ hội này chúng tôi cũng gửi lời chúc tuổi đến quý đồng hương được năm mới được nhiều sự an khang và phúc lộc. Chúng tôi trân trọng kính chào quý vị.